Second Wave là dự án đầu tiên của nhóm phát triển non trẻ Challenger Game, được gắn nhãn là MOBA bắn súng tốc độ cao. Challenger Game là một studio Hàn Quốc được thành lập vào năm 2022 bởi những cựu nhân viên từ Black Desert Online và các phiên bản console của Terra Online, thậm chí là một số những nhân viên đã làm việc cho những thương hiệu đình đám là Elden Ring và Dark Souls. Được biết Second Wave là tựa game MOBA bắn súng tốc độ cao ở dạng góc nhìn thứ nhất, người thứ ba, với một nhóm nhân vật đa dạng từ các nền văn hóa khác nhau. Second Wave sở hữu đồ họa 3D đẹp mắt với phong cách cel shading tươi sáng. Các nhân vật được nhà phát triển thiết kế đẹp mắt và có chất riêng, mỗi nhân vật sẽ có phong cách chiến đấu khác nhau. Các game thủ sẽ cần làm quen và tìm hiểu cách tốt nhất để phát huy tối đa khả năng chiến đấu của nhân vật, để từ đó có thể giành được ưu thế trong các cuộc giao tranh, sau đó cùng toàn đội giành chiến thắng cho cả trận đấu. Nhìn chung, có thể thấy thông qua đoạn trailer là Second Wave có vẻ như là một phiên bản Valorant với đồ họa anime hóa hơn nhiều. Game sẽ đánh mạnh vào mảng đồ họa này để cạnh tranh với Valorant và những game trong thị trường MOBA bắn súng vốn đã khá chật chội trong thời gian gần đây. We'll be right back.